Xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, dải áp thấp và vùng hội tụ gió qua Bắc Bộ hoạt động yếu dần đi, nên những cơn mưa rào và dông chỉ còn xuất hiện về chiều tối, đêm và sáng ở khu vực vùng núi. Mặc dù mưa có xu hướng giảm đi, nhưng trong cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh đi kèm với nguy cơ về sạt lở đất vẫn luôn tiềm ẩn. Sang đến ngày 17, ngày 18 tháng 6, mưa trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục giảm thêm, nắng quay trở lại với cường độ tăng dần, vì thế nhiệt độ cũng tăng nhanh, nắng nóng lan dần từ vùng đồng bằng, sau đó mở rộng ra cả khu vực Sơn La, Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng từ 35 cho tới 36 độ và có nơi cao hơn. Với miền Trung, trong 3 ngày tới, dọc theo các tỉnh từ Thanh Hóa tới Nghệ An trở vào đến Bình Định, Phú Yên, trời nắng với thời gian nắng kéo dài và cường độ nắng mạnh, trời nóng rát và trưa chiều với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 cho tới 37 độ và có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ. Lưu xuống phía Nam đang trong thời kỳ cao điểm của mùa mưa, nhưng gió mùa Tây Nam thì không hoạt động mạnh nên tại khu vực Tây Nguyên cũng như là tại Nam Bộ, trong 3 ngày tới vẫn có nắng nhiều và mưa dông chỉ xuất hiện rải rác về chiều tối và tối trong thời đoạn ngắn. Nên nhiệt độ duy trì ở mức cao khiến thời tiết oi nóng vào lúc trưa chiều. Trên biển, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió phổ biến ở mức cấp 4 đến cấp 5, trời ít mưa với tầm nhìn xa thông thoáng nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa.